Đã quay trở lại với kênh của Mai nha. Sau lưng là nhà Mai. Sáng hôm nay thì Mai ở nhà thôi mười, Mai cũng không có làm việc gì hết á, cho nên là Mai quyết định hôm nay ở nhà Mai sẽ rủ thêm bé Hiền lên nhà Mai chơi nữa. Sẽ quay lại làm một cái món bánh của người Hoa Mai, dân tộc Mai nha. Là món bánh, là bánh bao chị. Bánh đó là Mai cũng đã làm từ lúc mà kênh YouTube Mai đạt được 3.000 người đăng ký á, là lúc đó Mai đã làm rồi. Bây giờ kênh YouTube Mai cũng được 300 mấy ngàn người đăng ký rồi. Bây giờ Mai sẽ quay lại làm cái món đó cho mọi người xem ha. Cái món bánh này nó làm rất là lâu công mọi người, cho nên là mọi người gán đợi Mai làm hết nguyên một ngày mới được ăn luôn nha. Bởi vì cái món này nó rất là lâu công luôn mà. Nếu mà mọi người muốn biết công đoạn nó như thế nào thì hôm nay Mai sẽ quay từng chi tiết cho mọi người xem luôn nha. Bây giờ thôi Mai cùng mọi người đi vô nhà ha. Rau của Mai trồng nè mọi người. Đám này là có vài cây bắp thôi mọi người. Cây bắp nụ với là bắp tím. Còn mấy cây này là cây đậu bắp thôi. Đậu bắp là Mai lâu lâu Mai ăn được vài trái mọi người, nó không có nhiều trái đâu. Ở đây nè, đậu bắp này là đậu bắp tím nha. Mọi người thấy cái trái của nó không? Nó tím liệm luôn á. Nó tím cả cái thân cây nó cũng tím nữa. Mai phát hiện ra được một cây là nó bị lai giống mọi người ơi. Đây nè, cái cây này nè. Không biết sao luôn á, hình như là nó có hai hạt nè, Mai trồng Mai bỏ hai hạt. Cây này cây đậu bắp tím này nè. Cây này là cây đậu bắp màu trắng này mọi người thấy không? Nó ra trái màu trắng nè. Nó bị lai hạt à. Trời ơi con la. Đây, cái trái đậu bắp nó tím liệm luôn nè mọi người thấy không? Trái này chưa ăn được đâu, trái này phải vài hôm nữa mới ăn được. Trời con la ơi. Đây ra. Để thôi một lát hả đạp trúng cái cây đậu bắp. Còn đây là cây bắp tím của Mai nha. Cái bắp này là nó cũng đã có trái mọi người, mà không biết là cái trái nó sẽ lớn và có ra hạt ăn được hay không. Ở đây một trái nha, hai trái nè, ba trái, bốn trái nè, năm trái nha. Mà hy vọng là nó sẽ ra hạt cho Mai ăn được, chứ mới bị lớn là nó đã có trái rồi mọi người. Mai có trồng thêm một ít đậu rồng đây nữa nè. Cái cây đậu rồng mà nó leo lên nè mọi người. Mai trồng ở đây được 2-3 cây nè. Đó, 2-3 bụi nè. Bây giờ bắt đầu là nó leo lên nào. Mà muốn nó leo cao bắt đầu là Mai sẽ làm cho nó một cái dạng mọi người. Cho nó leo lên, nó đậu trái dữ lắm luôn á. Xong mà nó héo lá hết trơn luôn rồi. Đây mọi người, nhà Mai có đây là cây dưa này là nó tự mọc nha. Nó tự mọc trái lên mọi người ơi. Nó tự mọc cây lên sau đó là nó ra trái chứ là không có trồng nha. Đây, cái dưa rất là to luôn à. Dưa anh Sang lấy cái cỏ mọi người để lót lên, sợ nó bị thúi á, tại vì do lúc trước là nó cũng có mọc lên một cây, bắt đầu nó có trái sau đó nó thúi mất tiêu. Còn đây một trái này rất là đặc biệt luôn nè. Anh Sang lấy cái bao này anh Sang che lại để cho anh Sang hứng nó lại để cho nó không rớt, tại vì dưa hấu á, thường thường là mọi người sẽ trồng nó ở dưới đất đúng không? Nhưng mà Mai thì Mai treo nó leo hàng rào cho nên là mình phải treo nó vậy. Để thôi là nó nặng quá mọi người, nó sẽ đứt cái cuốn này nè. Chứ dưa hấu thường thường là nó sẽ nằm dưới đất thôi. Hiếm khi ai trồng nó leo cây lắm, có mình Mai cho nó leo cây à. Ở trên này cũng có một trái nữa nè. Đây. Trái này Mai nghĩ là chắc nó chuẩn bị nó thúi rớt luôn quá. Thôi bây giờ Mai cùng mọi người đi vô nhà ha. Cái món bánh này thì bé Hiền sẽ là người trong bối bối nha. Bối ơi, bối ngồi đó chơi với chị Hiền nha. Hiền sẽ chăm bối bối. Còn mẹ Mai sẽ là người hôm nay làm bánh. Còn Mai là sẽ quay và phụ mẹ Mai làm thôi. Chứ Mai cũng không một mình làm được hết nha. Do là hôm nay làm hơi bị nhiều bánh luôn nè. Nhiêu đây là mấy ký nếp vậy mẹ? 2 ký rồi. 2 ký nếp luôn hả?
Cái này là đã ngâm rồi, ngâm từ hôm qua rồi. Bây giờ bắt đầu là Mai sẽ đem đi xay lên ha. Xay lên sau đó mình bỏ vô trong cái lược kia kìa. Cái lược mẹ Mai cầm đó là lược bằng vải nha. Sau đó mình lược, mình lấy hai cái cây mình đè lên cho nó trắng hết nước ra. Bây giờ bắt đầu là mẹ Mai sẽ múc gạo vô trong cái máy sinh tố để mình xay ha. Nên mình cũng có thể ra ngoài tiệm mình xay á, nhưng mà thôi ở nhà có máy sinh tố thì mình lấy máy sinh tố mình xay luôn cũng được nha. Mình xay làm sao cho nó nhuyễn lên. Sau đó mình bỏ đổ vô một cái thau ha. Xay nãy giờ là cũng được tầm 10 phút mọi người. Tại vì xay cái này mình phải xay từ từ á. Nó không phải như ở ngoài chợ người ta đánh nha. Xay xong bắt đầu mình bỏ đổ vô trong cái phần lược này. Cái này bằng vải nè. Sau đó một lát Mai sẽ lấy cái cây đè chặt lại cho nó cứng lại cái phần bột này ha. Tiếp theo mình xay, mình xay làm sao cho hết cái phần gạo nếp này luôn. Bố ở nhà nha, mẹ đi cắt lá chuối nha. Bố sáng nay buồn hiu hiu rồi mọi người. Giờ mở cấp xe ra lấy con dao đi cái cây chuối nè, là cái cây chuối mà Mai với bé Hiền cắt nhiều nhất luôn nè. Hiền vô lựa cái lá nào mà nguyên si nha Hiền. Mai với bé Hiền đã cắt chuỗi cái cây chuối này luôn, nó nằm ngoài đường đó mọi người. Cái này cũng không có ai để làm gì hết, cho nên là Mai với bé Hiền cắt tầm 3-4 lá Hiền ơi. Lá nào nguyên đó, có một lá nằm dưới kìa Hiền đó, có lá nằm dưới kìa đó. Ừ, lá đó nó còn mới á. Ở đây là phía sau lưng đồi nhà Mai nè. Đây nhà Mai, cái đất nhà Mai là nó dài tới đầu này luôn nè mọi người. Bên ruộng này của bác hàng xóm, thấy không? Kia là nhà Mai, gần sát bên đây nè mọi người. Đi vòng theo cái đường đó qua tới đây nè. Đây là cái con đường đi lên đồi nè. Xong chưa, được cắt thêm một hai lá nữa cho nó có lá trong trong kìa. Ừ, lá trong đó đó, tới không? Ở đây có một cái đường mương nước nữa nè. Rồi, rồi đi về. Ba lá được rồi, 3-4 lá luôn hả? Rồi đi về được rồi đó. Rớt một lá kìa em. Đây, đưa lá chuối đây chị Mai cầm. Vô đây một lát mình gói bánh. Rồi tới nhà. Bé ơi, ôi con ăn cái gì ạ? Ăn bánh hả? Ê, cho mẹ ăn hả? Cho mẹ ăn bánh hả bé ơi? Cắt nhiêu đây lá chuối nè, một lát để gói bánh để lên trên bàn đi. Bé ăn bánh hả con? Ôi trời ngon vậy. Bánh này là bánh ống hả mọi người, mà mua của con nít ăn cho nên là nó không có đường gì hết á. Nó hơi ngọt tí xíu à. Bố bây giờ mọc mấy cái răng rồi con? Tao cho cô chú coi con mọc mấy cái răng à. Không cho coi hả? Khi nào mà anh sang gọi á mọi người, bố cũng kêu ba, ba. Ba ba đâu con? Ba đâu? Con kêu ba. Ba. Đây là lần cuối cùng là mình đánh bột đã xong rồi nè mọi người. Bắt đầu là sẽ đổ vô trong cái lược này ha. Này đánh ra nhiều không ta? Nhiều không mẹ? Không có bao nhiêu thôi, không có bao nhiêu. Đó, mình sẽ bóp lại cho nó bớt phồng lên nha. Bây giờ bắt đầu là mẹ Mai sẽ buộc chặt lại. Sau đó mình bỏ lên cái thùng này mọi người. Thùng này mình để hai cây lên đây. Bắt đầu mình buộc lại dặn cho nó chặt cái nước lại nha. Ở đây Mai mới mua được một cái cây này, cây khế tàu nè mọi người. Chiều nay Mai đem ra Mai trồng nó luôn. Úi, rớt.
cái cây này nó trơn quá. Rồi chừng nào nó mới chắc mình phải buộc chặt thêm đúng không? Tại vì thấy từ nó ra một lát nó ráo nước mà. Nó chảy nước ra rồi này. Lâu lắm á, cái này hơi bị lâu luôn mọi người. Mình làm cái bánh này mình phải, nếu mà có xe đạp á mọi người, mình siết chặt vô là mới thấy là nó nhanh hơn. Giờ chờ khoảng tầm nửa tiếng đi ha. Sau đó nó khô bắt đầu rồi Mai sẽ quay lại cho mọi người xem. Trong thời gian ngồi chờ cái phần bột của mẹ Mai nó sẽ đặt lại thì Mai với bé Hiền sẽ ra ngoài đây ngồi thư giãn ha. Đắp mặn tạ nha. Hiền kẹp cái cột mái lên cho nó gọn gọn lên đấy. Em cột rồi. Cột 200 này lên, để một lát nó dính vô cái nạ nè. Cột lên đi. Để chị lấy nước vuốt cho nó lên. Không có keo, không có kẹp tâm mọi người. Cho nên là mình vuốt cho nó lên. Tại vì một lát thì sợ nó dính vô tóc nè. Đó, cái này đắp cái mặt nạ. Mặt nạ này là mặt nạ giúp cá nè mọi người. Mặt nạ này hiện giờ đang rất là hot luôn. Cho nên là chị em Mai bây giờ tranh thủ ngồi rảnh sẽ đắp một ít ha. Đây, mặt nạ giúp cá, thường thường rau giúp cá mình ăn đã tốt rồi, bây giờ có thêm cái mặt nạ giúp cá nó thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều luôn. Mình có một cái loại nạ nào đó mình khi mọi người làm mua về á, mình để vô tủ lạnh giùm cho Mai. Mình đắp lên mặt nó rất là mát luôn. Giờ Mai sẽ đắp cho bé Hiền trước nha. Do là mấy cây cọ thì Mai cũng đã tặng cho khách hết rồi, cho nên là không có chừa cây nào ra, nó quên để chừa một cây ra. Bây giờ Mai lấy tay đắp luôn nha. Này mình đắp một lớp mỏng mỏng vô nè, da mà bị mụn đó mọi người. Mà Mai thật sự luôn, đắp lên hả là một cái này mặt nạ giúp cá này nè. Một ngày mình đắp cho Mai là 2-3 lần cũng không có sao nha. Một ngày đắp 2-3 lần là bình thường, không có vấn đề gì hết luôn á. Do là nó là hoàn toàn thiên nhiên từ rau giúp cá, cho nên là mình đắp một ngày 2-3 lần nè. Chị ơi nó thơm quá chị. Thơm hả? Dạ. Cái này là rau giúp cá. Nó thơm. Rồi vậy là đã xong mọi người. Để đây tầm khoảng 15 phút, 20 phút khô nha. Bây giờ là đến được Mai đắp nha. Cái nạ này mọi người, đắp lên tới đâu á là mình cảm giác là cái da mình nó mát lắm, nó mát cực kỳ luôn. Mai là một ngày Mai đắp nạ 2 lần. Bé Hiền hồi đó Mai cho đắp cái mặt nạ đất sét á. Hiện giờ bên Mai Mai có hai loại nạ mọi người. Nạ đất sét với lại thêm nữa là nạ giúp cá này nha. Mát không Hiền? Thơm ha. Thơm mùi giếp cá nè. Nó thơm giống như mùi rau, giống như mùi rau sống vậy mọi người. Hiền nó kêu tựa tựa như mùi rau má vậy. Nhìn là muốn ăn, muốn uống liền. Mai cũng đã đắp xong cái da mặt của Mai rồi. Bé Hiền đã đắp xong rồi. Bây giờ là hai chị em Mai ngồi đây thư giãn, chờ khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó nó khô, bắt đầu Mai sẽ rửa sạch lại với nước cho mọi người xem ha. Sau nãy giờ là Mai với bé Hiền đắp được tầm 10 đến 15 phút mọi người. Do là cái bánh của Mai nó cũng đã cắt cái bột khô đó, cho nên là bây giờ Mai sẽ chùi cho bé Hiền trước ha. Rửa mặt cho bé Hiền trước. Cái cây này nè, cái này nó tưởng cái cây gì nó nhúng vô nước mọi người, cái nó nở ra. Đây là cái miếng mút đó mọi người. Khi mua hàng về là sẽ được tặng một miếng mút vậy nè. Mình nhúng vô trong cái nước nha, nó sẽ nở ra nha. Nhúng vô cho đây, mọi người thấy không? Nó nở to ra nè. Để chị lau cho bé Hiền. Mai lau cho bé Hiền cho mọi người xem cái da mặt bé Hiền nó sẽ bực tông lên được bao nhiêu nha. Đây, sau khi lau là nó sạch nhờn luôn mọi người. Nó sạch nhờn với lại là nó giúp cái da mặt mình là nó mát nè, với lại là nó ngừa mụn cho mình nha. Thấy không? Sau khi lau là sạch nhờn thẳng liền luôn. Cái này nó giúp mình kìm dầu nhờn luôn mọi người. Ai mà bị dầu nhờn á là xài cái này cũng tốt lắm luôn á. Sau khi đắp 15 phút là da bé Hiền cũng đã sạch sâu cái bã nhờn, với lại là nó sẽ sạch sâu lỗ chân lông cho mình luôn ha. Dạ. Thơm đắp này thơm ha. Dạ. Bây giờ là đến lượt Mai sẽ chùi đi nha. Đi đây cho mình, cho Hiền mượn cái ghế. Chùi này đi nè mọi người. Là mình sẽ thấy là cái da nhờn của mình á nó đi theo luôn cả cái bột giếp cá này nè, cái nải giếp cá này nó đi theo luôn nha. Mình lấy cái này chùi thì Mai thấy là nó sẽ sạch hơn là mình lấy cái khăn hay là lấy nước đó mọi người. Mình rửa là Mai thấy nó không sạch bằng cái này đâu.
Thôi giờ Mai với bé Hiền dọn dẹp cái này, sau đó hai chị em Mai đi xuống làm bánh ha. Bánh thì cũng đã khô bột rồi. Sau 30 phút mọi người, bây giờ là nó cũng đã đông cứng lại rồi. Giờ mẹ Mai bắt đầu sẽ đổ ra ha. Đây mọi người thấy không? Đó, mình xay bằng máy sinh tố nó cũng chất lượng lắm nha mọi người. Mình không cần phải đi ra ngoài tiệm đâu. Đó. Bây giờ mình trộn mình hấp trước hả? Mình hấp hay là mình trộn màu trước mới hấp ta? Trộn xong màu mới hấp. Ở đây thì Mai cũng đã có lấy tới 4 tô. Màu trắng nè, màu xanh, màu tím, màu hồng nè. Ở đây là Mai mua có 3 màu. Màu này là màu thực phẩm nha. Mình bỏ chút xíu thôi, màu này nó cũng không có tốt bao nhiêu đâu, cho nên là mình chỉ bỏ tí xíu cho nó có màu đẹp thôi. Làm bánh thì mình phải làm bằng tay mọi người, chứ mình không có đeo bao tay được. Đeo bao tay là thấy nó hơi khó làm, cho nên là mẹ Mai cũng đã rửa sạch tay này kia hết rồi nha. Ở đây một tô là mình bỏ một cục vậy mình hấp mà. Bây giờ bắt đầu là sẽ thêm màu vô nha. Mình đổ tầm cho nó tím tím cái bột tí xíu ha. Mình cái này là mình phải đảo cho nó đều mọi người. Đảo cho nó đều để nó đều màu á, chứ không mà chỗ trắng chỗ đe chỗ tím nha. Mọi người xem nè, sau 5-10 phút nhào là mẹ Mai cũng đã nhào bột đảo đều hết luôn nè. Bây giờ bắt đầu là nhào tới cục thứ hai ha. Nó hơi dính hả mẹ? Hơi dính. Giờ mình nhào tới cục thứ hai. Cho màu màu này là màu dâu nè, cho màu dâu vô. Đó, mình bóp ra cho nó dễ nhào hơn mọi người, chứ nó cục quá nó khó nhào bột á. Mình phải cho thêm một tí xíu nước nữa để nhào tí xíu để bắt đầu mình cho thêm. Ôi cái màu này nhìn đẹp ha, tươi ha. Màu này tươi nè. Nhào cái phần bột này là mình phải nhào cho kỹ, giống như Trang cái ôi cái bột mình nhào sao có chữ M luôn nè mọi người thấy không? Mẹ Mai nhào xong mà có chữ M, chữ Mai, tên Mai luôn á. Giờ tiếp tục nhào thêm cái bột này. Nhào khi nào xong 3-4 cái cục bột này bắt đầu Mai sẽ quay hấp cho mọi người xem ha. Xong chưa mẹ? Xong đó. Đó, để đã được một cục bột màu hồng nha, được 2 cục rồi. Bây giờ tới cục Hiền mở nắp này ra cho Mai. Cái này là Mai sẽ không có cho cái màu này đâu nha. Màu này màu táo thực phẩm nè, Mai không cho. Mai sẽ cho màu matcha. Tại vì có cái màu xanh này, mình cho màu xanh này nó sẽ thơm hơn rất là nhiều. Rồi, mẹ hất vô đi. Đó, nhiêu đó được chưa ta? Hơi sợ nó chát á. Nhiêu đó được rồi. Nhiều nó chát á. Rồi, mình thêm tí nước vô đi. Một miếng thôi. Nhìn nó mới đổ nước vô, nhìn nó nhạo cho mọi người. Nhưng mà một lát sau có mình nhào á. Xanh này nè, do là cái màu matcha nó không lên màu á, cho nên là Mai phải cho thêm một tí xíu màu thực phẩm vô ha. Giờ đã lên màu rồi. Giờ mình làm tới cái phần bột màu trắng này nè, là phải rửa sạch tay, sau đó rửa cả cái khay đó luôn nha mọi người. Do là Mai sợ một lát á, nếu mà không rửa sạch thì nó sẽ nhúng cả cái bột màu trắng này thành cái màu xanh luôn á mọi người. Đây được 3 màu, 4 màu luôn nè, rất là đẹp luôn. Giờ là xong hết rồi, bây giờ sẽ đem đi. Cái màu này là màu tím. Mình che kín lại hết luôn hả mẹ? Cho 2 màu. Cho 2 màu luôn hả? Vậy cho nó lẹ. Đó. Bây giờ bắt đầu mình đặt lên trên cái nồi này ha. Nồi cũng đã có nước và có một cái chén rồi. Đậy nắp lên. Wow, mọi người nhìn nè. Sau khi hấp là nó lên 2 cái màu cực kỳ đẹp luôn nha. Bây giờ Mai đậy nắp lại. Chờ hấp khoảng thêm 15 phút nữa ha. Mai sẽ lấy chảo. Mình sẽ làm nhân nha. Làm nhân bằng đậu phộng, do là hôm nay là Mai không có mua được cái đồ nạo dừa mọi người, cho nên là mình chỉ làm nhân bằng đậu phộng nha. Trước nhà Mai có dừa nhưng mà mình không có mua được cái
đồ nặng gì rồi. Thôi. Cái đậu phộng này đậu phộng màu đỏ mọi người, nó khác cái đậu phộng lạc, cái lạc kia của mình nha. Giờ Mai đảo cho nó giòn đi. Mai sẽ thấy cái cây sắt này đi ra ngoài mình móc vô ha. Đi thiệt ha, cái cây này nó hơi bị nặng luôn nè. Trên này là nó còn một cái dừa nè. Ôi, cái cây này nó hơi bị nặng luôn á. Cái trái này, trái này già rồi. Chắc là già rồi. Tại là do cái trái dừa này nè, nó cùng với cái buồng kia mà mấy đứa nhỏ nó leo lên là nó hái hết rồi. Nó chừa một trái này lại. Bây giờ nó già. Đem vô. Như ở đây có một trái này. Nó không biết già kia nữa. Rất già luôn á. Đi. Bây giờ sẽ chặt mấy cái dừa ra. Đây là cái mấy cái dừa bữa mà Mai chặt á. Cho nên là hôm giờ chưa có hốt cái này đi luôn. Một lát chiều chiều hốt sạch luôn. Chặt cái trái này đi. Hơi khó chặt rồi nha. Hiền biết chặt dừa không Hiền? Dạ không. Mai cũng không biết chặt dừa đâu mọi người. Chặt đại thôi. Không biết chặt làm sao. Trái dừa sau 15 phút Mai cũng đã chặt xong rồi nha. Do là Mai không biết chặt dừa cho nên là Mai chặt nó không có được đẹp. Giờ bắt đầu là mình sẽ đập ra ha. Phủi sạch cái tô đi. Mày đập ra ngoài này. Đây, nó có đường đất kìa nè. Mai nghĩ là Mai phải đập thêm một lần nữa. Ui, nó chảy nước ra luôn nè. Trái dừa này già nè mọi người, cho nên là nó chỉ được ít nước thôi. Gần nửa tô nước luôn. Bắt đầu bây giờ mình sẽ đập ra ha. Wow, cái cơm nó như vậy là mình đã làm bánh ăn được rồi nha. Cái chảy này là còn sót lại của mấy đứa nhỏ nè mọi người. Mấy nhỏ leo lên hái cho nên là cao quá, làm biến hái, hái được có một hai trái, chừa trái này lại. Bây giờ là nó đã già rồi. Bây giờ mình đem vô mình nạo. Do là Mai không có mua được cái cây nạo dừa mọi người. Mai cắt như vậy nè, làm đồ nạo dừa nha. Không biết là nó có bạo được hay không. Cái trái dừa này nè, mọi người mà mua ở ngoài á là 10.000 đồng một trái. May là nhà Mai có dừa cho nên không cần mưa nha. Ôi, nạo được luôn nè. Nạo được dừa luôn nha mọi người. Đây, như vậy là mình đã làm bánh được rồi. Nhưng mà nạo nó hơi lâu. Nếu mà mình có đồ nạo là Mai thấy là nó nạo nhanh hơn. Đây, sáng chế cũng thành công luôn mọi người. Cái cây nạo dừa Mai bỏ dưới nhà cũ, Mai không có đem lên trên này cho nên là không có, không có đồ, không có cây đó để nạo. Thấy không? Vậy là đã nạo nha. Giờ Mai sẽ tranh thủ nạo hết cái phần trái dừa này luôn. Đây là ba cái cục bột mà Mai đã hấp chín này kia xong hết rồi mọi người. Còn một cục đang hấp ở trên. Ở đây là màu màu này là màu dâu nè, màu nho nè, màu trắng nè, còn màu xanh nữa nha. Bây giờ là mình sẽ làm trước cái màu này. Để nhau cắt xanh. Cái nhìn còn lớn quá. Lớn hả? Cho cắt cục nhỏ tí. Cho bé Hiền coi với bối.
Nhỏ đi được chưa mẹ? Nhỏ đi ha. Đó, thì biết làm không? Cái bánh này lúc trước là Mai cũng đã có quay qua cho mọi xem mọi người. Mình nhờ vậy nè, cho nó thành giống như một cái nón vậy, bắt đầu mình bỏ nhân của dừa nha. Nếu mà cảm thấy nó dính tay thì mình cho thêm một ít bột năng nữa. Bột năng thì mình xào qua lại cho nó chín đi, mình ăn nó sẽ không có đau bụng nha. Đó. Giờ là Mai sẽ bỏ cái nhân của dừa cho đậu phộng đi, nhân đậu phộng trước đi. Hai muỗng nhân luôn. Bối đâu ăn được này đâu bối ơi. Bối đâu ăn được đâu bối còn nhỏ. Mình làm giống như bánh bao vậy mọi người. Cái này cũng này là bánh bao chị nha. Đó. Xong cái mình ngắt cái phần đầu trên này nè, đó. Giờ lại. Do là Mai bỏ cái bột năng đó mọi người lên là bây giờ mình không còn thấy được cái màu tím nữa mọi người thấy không? Mai đã làm xong rồi một cái nha. Trời sắp mưa tới luôn à. Ôi làm từ lúc 6 giờ 7 giờ sáng mọi người bắt đầu là đi chợ này kia mua đồ làm. Bây giờ cũng đã 4 giờ. Đây được một cái rồi nha. Mình bỏ lên trên cái dĩa, dĩa cũng đặt xếp ba chuối lên. Ôi cái của mẹ bự hơn cái con à. Cái con làm tròn à. Con cắt bự quá nó đây. Được hai cái rồi mọi người. Cắt bự quá nó được bự mà. Cắt nhỏ nhỏ ơi tí. Nước con á. Bối đổ hết nước ra. Hiền đứng cho bối đổ nước ra nha Hiền. Yeah. Đó, Mai sẽ cắt ra mấy cục vậy nè. Để mình làm nó lấy ha. Sau khi chiên nhồi bột mọi người nhìn cái màu tím nè. Nó lên rất màu rất là đẹp luôn nha. Mình làm cái nhỏ nhỏ thôi, không cần làm cái bự đâu. Không bỏ cái bột thì nó dính tay quá không làm nổi. Đúng rồi, không bỏ bột rồi nó sẽ dính tay á. Giờ mình làm cái nhân đậu trước, đậu phộng trước. Một lát mình sẽ làm tới nhân dừa. Đó. Mình đớp cho cái đầu này nè, cho nó khít lại. Nó sẽ không có rớt được cái phần nhân bên trong ra nè. Mai nhìn thấy cái màu tím này thôi đã thấy là ngon rồi. Ngon không Hiền? Dạ sao? Hiền chưa ăn qua bánh này đúng không? Ăn qua chưa ta? Dạ chưa. Đúng rồi, Hiền đã ăn qua. Ôi cái này làm cho ba ba Hiền. Cái màu tím mà nó đã thành cái màu trắng luôn rồi nè. Giờ là chỉ có là cắn ra bên trong thôi là mình mới biết được cái màu của nó. Đó, cái nào nhỏ nhỏ là Mai làm cái bự này của bà ngoại nè. Đây, được 4 cái rồi nha. Hơi bị đẹp luôn nha. Tranh thủ làm hết những cái này còn lại luôn. Sau nửa tiếng đồng hồ mọi người là còn đúng một màu xanh nữa là làm xong rồi đó, chuẩn bị ăn. Trời cũng sắp mưa tới rồi. Đây là màu hồng nè, còn đây là màu tím nha. Màu tím với một hai cái màu trắng. Màu tím mọi người nhìn nè là lộn xộn hết luôn rồi. Giờ do là bỏ cái bột năng vô mọi người cho nên là giờ nó ít thấy được cái màu của màu tím với màu hồng. Còn đây là màu trắng mẹ Mai làm. Mẹ Mai làm hơi to nha. Được ba dĩa. Ba dĩa khá nhiều luôn á. Một lát cho bé Hiền mấy cái đem về cho Hậu nó ăn nữa. Và bắt đầu làm tới cá màu xanh nha. Đây là cá màu xanh nóng. Cá màu xanh hơi nóng luôn. Tại vì mới vừa lấy xuống mọi người. Đây, màu xanh nè. Lấy dao cắt cho mẹ. Lấy dao cắt. Mẹ bỏ thêm bột năng lên đi. Đây là mấy cái bánh mochi mà Mai bánh
tiếng Việt rồi bánh này bao chỉ bánh bao chỉ tiếng Hàn bên Hàn Quốc á, thì thường là người ta hay gọi là bánh mochi mọi người, nhưng mà Mai đây thì gọi là bánh bao chỉ nha. Sau từ sáng giờ là Mai với bé Hiền với bà ngoại là làm sáng giờ luôn nha. Mẹ ăn đi mẹ. Ở đây là có ba màu. Màu dâu nè, màu nho nè, màu xanh, màu xanh của trái táo nha. Vậy mẹ ăn đi mẹ. Có hai nhân á, nhưng không biết ăn lộn xộn mà ăn đi, chị ăn đi Hiền. Ăn mẹ để. Mình ăn là mình phải phủi sạch cái phần bỏ ăn phủi sạch cái bột năng này mọi người, phủi sạch đi ăn thì nó sẽ ngon hơn. Có hai nhân con không biết ăn lộn xộn mà nhưng dừa với lại là nhân đậu ăn phải không con, ăn phải không sao ăn 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 này cho bói ăn ha, ăn miếng ha. Cái của cô Mai ăn là cái nhân dính lộn phộng rồi. Có ăn vậy lộn phộng luôn hả? Lộn phộng thì ăn cái màu xanh à. Ôi vậy ai cũng ăn cái đậu phộng luôn à, không có trúng nhân dừa. Đậu phộng không? Cái này nè, đúng cái bánh truyền thống của nó là màu trắng nha mọi người, nhưng mà hôm nay mình sẽ tạo nhiều màu ra cho nó đẹp hơn. Thường thường ngoài chợ bán là mang thấy có màu trắng thôi. Ăn được không mẹ? Ngon. Thấy cái bột nó hơi cứng hả? Cái bột nó dẻo chứ. Nhìn thấy ngon không? Ngon, ăn ngon. Cái này một người ăn tầm 3-4 cái là thấy no mọi người. Làm buổi sáng giờ luôn á. Bố không muốn ăn nữa hả? Bói cũng ngắt miếng gà ra bói á, nhai á. Ăn đi em, khó ngồi hả? Bây giờ Mai sẽ ăn tới cái màu xanh. Ôi trời, ăn cái bánh này là mình phải... Cái này là miếng dừa hả? Cái này miếng đậu phộng luôn nè. Ăn bánh này là mình phải phủi sạch cái phần này đi. Đúng rồi, mưa đến rồi. Cái này mưa to tới. Chị ngầm mới hả? Ồ ồ tới à. Nó ồ ồ nãy giờ ra tuyết rồi. Mà tính ra mưa này kéo hơi bị to luôn á. Mưa ào ào luôn. Bất chấp ngồi ngoài đây ăn luôn mọi người, không sợ mưa luôn. Mưa mưa anh cả. Ừ, nó kéo hai đầu luôn nha. Mấy bên hồng với trước kéo kéo tới. Chín chân. À xanh lè luôn rồi cái bánh này. Có cái là ăn cái bánh này nó hơi khát nước mọi người, khát nước lắm luôn á. Con làm này bột này bột gì? Bột năng à? Bột nếp. Nếp mà. Đem xay á mẹ. Gạo ngâm xong bắt đầu mình xay, mình xay xong mình dọ riêng riêng mình đem luộc lên. Mưa to quá mọi người, cho nên là giờ vô trong nhà ngồi ra cho nó chịu ăn đi. Ăn đi mẹ. Ăn đi. Bột cành đen hết cái gì luôn. Ăn cái màu hồng đi. Mấy giờ chưa ăn trứng nhân dừa luôn á. Bây giờ mẹ ăn cái thịt này, mẹ ăn cái thịt này. Trứng nhân dừa à? Mấy cái này là nhân dừa, nhân dừa nhân dừa các bạn. Mấy cái chậu.
giờ là mà Mai với bé Hiền với bà ngoại bà nội là ăn hết nội mọi người. Mọi Hiền ăn được mấy cái ta? Tính ra từ lúc đầu mà Mai với bà ngoại nặng bánh này là bánh này nè là cho Hiền ăn hết 3 cái thôi. Bây giờ ăn hết 3 cái. 3 cái chứ. 3 cái. Tổng cộng là Hiền ăn 6 cái. Mai ăn 3 cái nè. Mẹ ăn mấy cái? Mẹ 2 cái. Vậy là bánh này nhanh ngán, mọi người ăn tầm 2-3 cái là nhanh ngán. Mai nói là ăn một người ăn tầm 4 cái mới ngán. Rồi đâu có 3 cái là ngán rồi. Còn quá trời luôn nè. Ở trong nhà cũng còn quá trời luôn. Một cái thì cho bé Hiền một ít đem về trên nhà cho Hậu nó ăn nữa. Thôi bây giờ chắc Mai cũng kết thúc clip tại đây ha. Nếu mọi người yêu mến Mai thì cho Mai xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ cho Mai nha. Cả nhà Mai chào tất cả mọi người nha. Bye. Bye đi con. Bye. Bye.